Đây là khu vực nhà ăn của chùa. Kinh kệ. Và nơi phát lộc khoai. Khi mà ngày 8, 9 tháng 2 đến rồi thì tất cả ở đây rất là đông quý vị ạ. Mọi người lên đây thì mọi người ai cũng có lộc hết. Mọi người củ khoai ăn để lấy lộc. Lát thì mình cũng xin khoai mình ăn lấy lộc nha các bạn. À, cái chùa này là chùa Sư Giải Bán Khoai. Đây là cầu cầu Lương Hiền các bạn à, ai hiền đức hiền nhân thì được bước qua cầu này. Đây là mộ của Sư Giải Bán Khoai các vị, mộ của Sư Giải Bán Khoai. Đây, khung khung viên đằng trước của chùa, hoa kiển rất là đẹp các vị ạ. Đấy. Đằng đây là con lộ và cổng đường ngõ ra chính của chùa. Kỷ niệm 61 Nga năm ngày thầy Sư Giải viên tịch. Nghĩa là mới vừa năm trước. Mấy năm trước người ta đã treo cái băng này rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng bước vào chánh điện của chùa. Như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vào bên trong nơi mà Sư Giải Bán Khoai đã dùng chiếc ghe chèo thuyền của mình để chèo đi qua buôn ba để mà ta khuyên người nên tu tu hành tích đức, tu nhân tích đức, học đạo. Xin chào các bạn. Thì đây là